bọt chặt theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những gì xa lên. Trăng nhô lên cao, trăng gắn trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian yên nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cắn trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bơ vơ. Đây là bài test chất âm thông qua khả năng chơi CD của dòng Intest 205 audio khá nổi tiếng của hãng. Thì hiện tại là nãy giờ các bác nghe chỉ ở mức volume khoảng tầm 30% của máy không? Nếu mà nó lên hết cỡ nữa thì các bác biết nó khờ cỡ nào, công suất rất là lớn. Một cái dàn với 3.8 nữa thì đây là cái dàn đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video clip tiếp theo. Xin chào.